Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, thời gian gần đây, hoạt động liên quan đến pháp luân công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có diễn biến ngày càng phức tạp. Các đối tượng cầm đầu, cốt cán tích cực tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia. Luận điệu của chúng là tập luyện pháp luân công để tăng cường sức khỏe, chữa được nhiều bệnh hiểm nghèo mà bệnh viện không chữa được. Luyện tập pháp luân công thì không cần lao động, học tập, bệnh tật không cần chữa thuốc. Song thực tế thì không phải như vậy. Đã hơn 3 tháng kể từ ngày bà Vũ Thị Y mất, gia đình vẫn chưa hết đau buồn lẫn uất ức. Có lẽ nếu nghe theo lời khuyên của chồng con từ bỏ pháp luân công thì bà đã không phải chết tức tuổi như vậy. Trước đây thì chỉ nghe thôi, cũng còn bây giờ mới trực tiếp là gia đình tôi đã gặp phải cái trường hợp là mẹ tôi qua đời vì do theo tập pháp luân công, do cái xúi dục là không uống thuốc. Họ tuyên truyền là có thể là chữa được bệnh, không cần uống thuốc, chỉ cần tập luyện, rồi đọc sách. Sau một thời gian bỏ thuốc khoảng 2-3 tháng gì đó, thì rồi mẹ tôi đã vào một cái thời gian mà đã bị tăng huyết áp và nằm viện được 2 ngày thì qua đời rồi. Còn đối với gia đình ông Phạm Văn Đồng ở tổ 23 phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, mọi sinh hoạt bị đảo lộn, quan hệ vợ chồng, mẹ con bị rạn nứt, xói mòn từ ngày bà Nguyễn Thị Xìu tham gia pháp luân công. Theo như ông Đồng, chồng bà Xìu cho biết, bà Xìu mê muội pháp luân công mà bỏ hết việc nhà, có hôm khóa cửa, nhốt hai đứa cháu 3-4 tuổi ở trong nhà để trốn đi tập. Tôi thì thứ nhất thấy rằng là cái tập pháp luân công và theo cái pháp luân công đó là cái trái hình. Bởi vì thế này, vợ tôi là khỏe mạnh, minh mẫn, chăm lo gia đình. Từ khi theo cái pháp luân công ấy, thì coi như là vợ tôi là coi như là không chăm lo cái việc này nữa. Kể cả đến khi gia đình không đồng tình cho theo cái này, thì coi như bà tuyên bố rõ là coi như là gì? Kể cả bỏ chồng, bỏ con, bỏ cháu, chứ còn bà không bỏ được cái này. Cho nên đây nó là một cái mà coi như là không phù hợp với lại cái thuần phong mỹ phục, nghĩa tục của Việt Nam đấy. Bởi vì Việt Nam cũng nhiều đạo chứ không phải là chỉ có mỗi một cái này đấy. Nhưng mà cái gì người ta cũng nghĩ đến hạnh phúc gia đình, chứ không có ai đầu tiên là phải hạnh phúc gia đình. Gia đình đầm ấm mới đến tu, chứ còn không đầm ấm không tu được. Đó mới chỉ là hai trong rất nhiều trường hợp đang phải chịu những hệ lụy từ pháp luân công. Lợi ích đâu không thấy, nhưng tiền mất tật mang, thậm chí trả giá bằng tính mạng. Pháp luân công hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, do Lý Hồng Chí sáng lập năm 1992 tại Trung Quốc. Bản thân Lý Hồng Chí cũng không thừa nhận Pháp Luân Công là một tôn giáo. Ở Việt Nam, Pháp Luân Công không phải là tổ chức tín ngưỡng tôn giáo. Do vậy, mọi hoạt động phát tán tài liệu, tập trung đông người tuyên truyền, hoạt động theo Pháp Luân Công là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý. Đối với những đối tượng lợi dụng Pháp Luân Công tuyên truyền, xuyên tạc, chống đối chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự cũng sẽ bị xử lý theo quy định của luật. Tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên, các đối tượng hoạt động pháp luân công xâm nhập vào các địa bàn dân cư, cơ quan trường học, tìm cách lôi kéo, dụ dỗ người đang điều trị bệnh, học sinh sinh viên, những người hạn chế hiểu biết, thành lập hội chống lưng trên danh nghĩa biểu diễn miễn phí, sau đó tuyên truyền pháp luân công, hướng dẫn, truyền đạt cách thức chống đối khi bị cơ quan chức năng xử lý. Đây là nhóm đối tượng theo Pháp Luân Công, gồm Trần Thị Ngọc sinh năm 1961, trú tại xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên. Trần Thị Tiến sinh năm 1960, trú tại phường Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên, bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi cướp tài sản. Còn Trần Kim Trung sinh năm 1960, trú tại phường Tân Lập, và Vũ Thị Huyền sinh năm 1994, trú tại phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, bị cơ quan cảnh sát điều tra khởi tố về hành vi cướp giật tài sản. Khoảng 18 giờ ngày 29 tháng 7, nhóm đối tượng trên cùng một số người dùng loa phóng thanh, trống và một số dụng cụ khác để luyện trống tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên, gây mất an ninh trật tự tại nơi công cộng. Công an phường và Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ một số vật chứng vì đã vi phạm khoản 2 điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Trần Kim Trung và Vũ Thị Huyền là hai đối tượng cốt cán, tích cực theo pháp luân công tại Thái Nguyên, khởi xướng, kích động các đối tượng khác vào trụ sở công an phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, khống chế nữ cán bộ trực ban
và cướp đi một số vật chứng như trống, loa mà tổ công tác của Ủy ban nhân dân phường Trương Vương đang tạm giữ để xử lý. Truyền thống văn hóa và lịch sử Việt Nam luôn giáo dục con người sống có nhân nghĩa, lễ, trí, tín, công dung, ngôn hạnh. 54 dân tộc, 32 tổ chức tôn giáo trên đất nước Việt Nam đều hướng con người đến những điều thiện, sống tốt đời, đẹp đạo, lương giáo, hòa hợp, đoàn kết tích cực tham gia vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thì chúng tôi nhận thấy rằng một số cái hoạt động của tổ chức Pháp Luân Công mà Phật giáo không công nhận đó là một cái tổ chức của Phật giáo, bởi lẽ là nó có một cái gì đó nó về mặt văn hóa dân tộc đó, nó đi ngược lại với cái truyền thống văn hóa dân tộc. Trong Phật giáo thì luôn luôn tôn trọng cái ân cha mẹ, ân quốc gia, vân vân. Nhưng mà với tư tưởng Pháp Luân Công thì gần như là bàn thờ gia tiên, rồi bàn thờ tổ tiên vân vân, bàn thờ cha mẹ, gần như là không được họ thờ. Như vậy vô tình đã phủ nhận lại cái công ơn lớn của cha mẹ, của gia tiên tiền tổ. Và một cái nữa mà chúng tôi thấy rất là hoang mang, những người mà theo tổ chức Pháp Luân Công đó có một cái gì đó phủ nhận lại hết tất cả, rồi ngược lại họ luôn luôn tìm mọi cách để đả phá các cái tôn giáo khác đang được đảng nhà nước công nhận. Cho nên là với những cái hoạt động của Pháp Luân Công gần đây, nó tạo một cái dư luận hoang mang cho cộng đồng xã hội, và đặc biệt cho tăng ni tín đồ của Phật giáo Việt Nam nói chung, và trong đó của Phật giáo tỉnh Thái Nguyên. Pháp luật Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo cho tất cả mọi người, bất kể tôn giáo nào, tín ngưỡng nào, từ đâu đến thì cộng đồng cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn là nó không xâm phạm đến lợi ích quốc gia và đi ngược lại truyền thống văn hóa dân tộc.